Trình đón đoàn lễ nghi ra dâng thánh lễ chính tiệc tuần trầu giáo họ An Lộc, một cờ hội thánh, hai hội trống lớn, ba thánh giá và nến cao, bốn các em nghĩa binh thánh thể, năm ca đoàn và giới trẻ, sáu hội con Đức Mẹ, bảy hội các bà mẹ công giáo, tám các vị quý chức ban giám chương đền thánh quần phương và các ông gia trưởng, 9 hội kèn đồng giáo xứ Triệu Thông, 10 hội kèn đồng giáo họ, 11 quý cha đồng tế, 12 cộng đoàn rước đoàn lễ nghi, chương trình đón đoàn lễ nghi ra dâng thánh lễ chính tiệc tuần trầu giáo họ An Lộc xin được bắt đầu. Thank you.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trọng kính cha quản hạt, kính thưa quý cha cố, quý cha, kính thưa cộng đoàn, giáo họ An Lộc rất thân mến, vâng lời cha quản hạt con chủ tế thánh lễ, thì con cũng chúc mừng cho giáo họ là chúng ta có ngày chầu và có nhiều cha đến đây để cùng chầu thánh thể với chúng ta trong dịp chúng ta mừng lễ cha thánh Đức Cha Thánh An là quan thầy của giáo họ. Cảm ơn Chúa qua lời truyền cầu của cha Thánh An, con nghĩ rằng giáo họ này không ngừng phát triển và những nhu cầu của anh chị em tôi nghĩ nó cũng rất thích hợp với tinh thần của bài tin mừng hôm nay, khi dân chúng đi tìm Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài, và khi ra gặp dân chúng đông quá thì Chúa Giêsu cũng không còn thời gian để nghỉ ngơi, và các môn đệ Chúa Giêsu lại tiếp tục giảng dạy cho dân chúng. Xin Chúa cho lòng yêu mến Chúa, yêu mến lời Chúa, yêu mến hội thánh của chúng ta không ngừng lớn lên, và chúng ta trở nên nhân chứng cho Chúa trong cuộc sống hôm nay qua chính ngày chầu Chúa Giêsu thánh thể thay mặt giáo phận của giáo họ An Lộc chúng ta. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các linh hồn, cầu nguyện theo ý những người đã xin trong thánh lễ hôm nay. Và để lời cầu nguyện của chúng ta được đẹp lòng Chúa, anh chị em chúng ta thành tâm sám hối về những lỗi lầm của chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người hiền lành. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chờ mừng Chúa. Chúng con ở lạy Chúa. Là Chúa Cha toàn năng.
lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu cầu. Chúa ở bên hiếu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu ta dâng lời cầu nguyện ơn. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên ta chăn dắt, thất lạc và tan tác. Sấm ngôn của Đức Chúa. Vì thế Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán như sau: để lên án các mục tử, những người chăn dắt dân ta, chính các ngươi đã làm cho đoàn chiên ta phải tan tác. Các ngươi đã xua đuổi và chẳng lưu tâm đến chúng. Này, ta sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi mà trừng phạt các ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa. Chính ta sẽ quy tụ đoàn chiên ta còn sót lại từ khắp mọi miền ta đã xua chúng đến. Ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ của chúng. Chúng sẽ sinh nảy nở thật nhiều. Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng. Họ sẽ chăn dắt chúng, sẽ không còn phải hãi hùng, kinh khiếp và bị bỏ rơi nữa. Sấm ngôn của Đức Chúa. Này, sẽ tới ngày sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ làm nảy sinh cho nhà David một chồi non chính trực. Vị vua nên ngôi trị vì sẽ là người khôn ngoan tài giỏi. Trong xứ sở, vua sẽ thi hành điều chính trực công minh. Thời bấy giờ, Juda sẽ được cứu thoát, Israel được sống yên hàn. Danh hiệu người ta tặng vua ấy, ta sẽ là Đức Chúa, sự công chính của chúng ta. Đó là lời Chúa. Bổ dưỡng linh hồn tôi.
dịu tôi đi, vườn có bò hiếm nguy, cây cốt trượng người nắm chắc, thì hồn tôi hãy sợ chi. Chết tôi sâu thẳm bởi chán tôi, trong ly rượu người tuôn đổ, loài rượu quý ư tràn ly. Trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, trước kia anh em là những người ở xa, nhưng nay trong Đức Kitô Giêsu, nhờ máu Đức Kitô đổ ra, anh em đã trở nên những người ở gần. Thật vậy, chính Người là bình an của chúng ta, Người đã liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại thành một. Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Người đã hủy bỏ luật cũ gồm các điều răn và giới luật. Như vậy, khi thiết lập hòa bình, Người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân Người. Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất. Trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét. Người đã đến loan tin mừng bình an, bình ban cho anh em là những kẻ ở xa và bình an cho những kẻ ở gần. Thật vậy, nhờ Người, cả đôi bên chúng ta được liên kết trong một thần khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi thanh vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chuyện kể rằng Abraham là một người được mọi người ca tụng là một người có giàu lòng yêu thương nhân ái đối với tất cả mọi người. Và một trong những cái điều mà chúng ta nhận thấy cái lòng thương xót của ông đó là ông thường nhịn ăn sáng để dành cái tiền đó giúp đỡ cho những người nghèo và những người không có điều kiện. Và ông có một nguyên tắc sống đó là ông chỉ ăn sáng khi mà có một ai đó đến ăn xin ở nơi nhà ông, và ông sẽ làm ăn sáng và cùng ngồi ăn với cái người đó. Chỉ có vậy thôi, còn bình thường thì ngài không có ăn. Một lần kia thì có cụ già trên 80 tuổi đi ngang qua nhà ông và cũng vào xin ông một bữa sáng. Abraham vui vẻ làm đồ ăn sáng và tiếp đón cụ già đó một cách thịnh soạn như ông đã từng tiếp đón những người khác. Trước khi mà dùng bữa, cụ già đó đã đọc một lời kinh của ngoại đạo. Abraham ngồi lắng nghe xong lời kinh ấy và dứt lời kinh thì ông đứng lên và mời cụ già đứng lên để mời cụ ra đi mà chưa được ăn gì cả. Trong lúc cụ già ra đi ngậm ngùi khi chưa được ăn cái món ăn sáng mà Abraham soạn ra đấy, thì Abraham đã nghe thấy tiếng Chúa nói với ông rằng: Abraham, đã hơn 80 năm nay ta nuôi cái cụ già đó. Mặc dù cụ già đó đã chưa tin ta, nhưng hôm nay chẳng lẽ ngươi lại không thể quảng đại để giúp cho người cụ già đó một bữa sáng chỉ vì cụ đấy không đồng đạo với chúng ta sao? Anh chị em thân mến, câu chuyện đó nói cho chúng ta thấy rằng tình yêu của Thiên Chúa vô bờ bến. Tình yêu ấy vẫn cứ âm thầm, lặng lẽ giúp đỡ vô điều kiện cho những con người
mà Ngài thấy nhu cầu cần thiết, cần phải giúp đỡ. Các bài đọc phục vụ của lời Chúa hôm nay cũng phát họa cho chúng ta chân dung của một Thiên Chúa với vai trò mục tử luôn yêu thương, quan tâm, săn sóc đoàn chiên của mình. Một cách cụ thể ở trong Cựu Ước, chúng ta vừa nghe trong bài đọc một, đứng trước cái tình cảnh của dân chúng trong thời của Giê-lê-mi-a đang là bị một cái cảnh hỗn độn, tan tác, đói ăn và bơ vơ vất vưởng, thậm chí còn lo sợ hãi hùng, chỉ vì những mục tử đã không làm tròn bổn phận của mình và đã làm cho đàn chiên bị tan tác như thế. Bằng nhạy cảm của một tình yêu Thiên Chúa, quang rời sấm với miệng lưỡi của Giê-lê-mi-a, trong lúc mà dân chúng đang thất vọng như vậy, Giê-lê-mi-a đã nói lời của Thiên Chúa để gieo lên cho họ niềm hy vọng, khi hứa với họ rằng ta sẽ ban cho các ngươi những mục tử chân chính. Những mục tử ấy sẽ quy tụ toàn dân lại trong sự đoàn kết yêu thương, sẽ chăm sóc dân chúng cho đến nơi đến chốn. Các ngươi sẽ được hưởng những cái tháng ngày bình an thư thái. Sang đến bài đáp ca, anh chị em vừa nghe ca đoàn hát được trích trong Thánh Vịnh 23. Đáp ca ấy đã nói cho chúng ta rằng Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Đáp ca ấy đã ca tụng hình ảnh của vị mục tử nhân lành, cũng luôn yêu thương, quan tâm, săn sóc, nhạy bén trước những khổ đau, những nhu cầu thiết yếu của con người. Hình ảnh về vị mục tử nhân lành Giê-xu, nhân lành mà Thiên Chúa đã hứa ban, chúng ta thấy đã kết tinh ở nơi Đức Giê-xu Kitô trong Tân Ước mà Tin Mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta. Hay nói một cách khác đi, Đức Giê-xu chính là hiện thân của Thiên Chúa tình yêu. Qua vai trò mục tử, Ngài cũng đã yêu thương, chăm sóc đoàn chiên của mình vô điều kiện. Như anh chị em thấy, Thánh Mác-cô hôm nay thuật lại cho chúng ta sau những ngày tháng rong ruổi lao giảng Tin Mừng mà ở Chủ nhật trước chúng ta nghe Chúa sai các môn đệ đi đấy. Cậu đã mang đến những hành trang, những lời căn dặn của Chúa để la đi thực hiện lời của Chúa. Và ngày hôm nay, sau những ngày dài, các ông đã về để báo cáo thành quả cho Chúa. Bởi các ông đã thực hiện những gì mà Thiên Chúa căn dặn, cho nên chắc chắn là thành công rồi. Các ông vui mừng báo cáo cái điều đó. Bằng trải nghiệm của một người cũng đã từng rong ruổi rao giảng Tin Mừng, Đức Giê-xu biết rõ các môn đệ lúc này đang cần gì. Trong lúc ông ấy đang vui mừng báo cáo về điều đó, Chúa đã bảo các môn đệ: các con hãy lui vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi đôi chút. Quả thực đây là một cái lời động viên khích lệ rất tuyệt vời trong lúc các môn đệ đang mệt mỏi. Nghỉ ngơi đôi chút, xét về mặt nhân bản, con người ta khi làm việc mệt nhọc cũng cần có những giờ phút để thư giãn, để nghỉ ngơi. Bởi chính Thiên Chúa cũng đã từng làm việc trong 6 ngày, rồi ngày thứ 7 ngày cũng nghỉ ngơi. Đức Giê-xu trong những năm tháng rao giảng Tin Mừng, hàng ngày Ngài làm việc hết tần suất, nhưng cũng không quên ban đêm rút vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi mà cầu nguyện với Chúa Cha. Và ngày hôm nay, Ngài thấy cái nhu cầu ấy thực sự cần thiết với các tông đồ của mình, các môn đệ của mình. Và rồi Ngài bảo các ông hãy vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.
Về mặt nhân bản thì chúng ta thấy bồi bổ sức khỏe tự nhiên rồi. Nhưng quan trọng hơn cả, Đức Giê-xu muốn các môn đệ của Ngài đi vào nơi thanh vắng để là nơi mà có thể gặp gỡ Thiên Chúa một cách rõ nhất. Những người môn đệ của Chúa được thành công như thế, như các ông báo cáo, không phải là do công trạng của các ông cho bằng, chính Thiên Chúa đã ban cho các ông được thành công như thế. Chính Thiên Chúa đã nói không có thầy, các con không thể làm được gì. Và như thế, các môn đệ khi lui vào trong nơi hoang vắng để gặp gỡ Thiên Chúa, cầu nguyện với Chúa, để kín múc cái sức mạnh của ơn Chúa và tiếp tục bước đi trong những hành trình mới nếu như cũng muốn thành công. Và hơn nữa, để các ông soi mình lại, để thấy rằng mình nhỏ bé, mọi sự chúng ta làm được là bởi Chúa, chúng ta chỉ là những dụng cụ. Để rồi các ông cũng không kênh kiều, tự mãn với những thành quả mà các ông đã đạt được, như là người ta đang ca tụng các ông trước những thành quả các ông đã làm. Các ông phải quy biết quy hướng về Thiên Chúa. Điều cần mà Chúa bảo các ông rằng không phải là những cái thành quả mà các con làm được cho bằng, chúng con phải tìm kiếm cho bằng được Thiên Chúa. Bởi có Chúa là có tất cả. Và ở nơi hoang vắng, chúng con sẽ gặp gỡ được đấng ấy. Chúng con sẽ kín múc được sức mạnh của đấng ấy. Và Thiên Chúa sẽ chỉ bảo cho chúng con biết phải làm gì để chúng con tiếp tục thành công. Đức Giê-xu biết rõ nhu cầu của các tông đồ, nhạy cảm bằng một cái tình yêu của người mục tử, từng những chi tiết quan tâm đến họ, và đã giúp cho các tông đồ có được một cái đời sống tốt đẹp như chúng ta thấy. Đối với dân chúng cũng vậy. Ngày hôm nay dân chúng chen lấn nhau đến nỗi mà các tông đồ cũng như là Chúa không còn giờ để nghỉ ngơi nữa. Rồi đứng trước cái tình cảnh đấy, Chúa thì Chúa bảo các môn đệ vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng vì nhu cầu của nhân chúng, Chúa sẵn sàng gánh vác cái công việc ấy. Ngài lại tiếp tục lao giảng cho các tín hữu, cho những người lắng nghe Ngài. Khi đứng trước cái sự nhu cầu thiết yếu của họ bằng một thái độ chạnh lòng thương, Đức Giê-xu đã làm tất cả, hy sinh tất cả, hy sinh cả thời giờ, hy sinh mọi thứ để dành cho họ, miễn là cho họ có được một đời sống tốt nhất như họ mong muốn. Và ở đây, ở đoạn cuối tin mừng, Thánh Marco nói cho chúng ta rằng và Ngài đã dạy dỗ họ nhiều điều. Trước tiên, Đức Giê-xu dạy dỗ họ về lời của Thiên Chúa, bởi vì Ngài thấy hơn lúc nào hết họ cần lời của Thiên Chúa hướng dẫn chỉ bảo họ trên con đường đi, bởi họ đang bơ vơ đứng giữa ngã ba đường. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Lời Chúa sẽ giúp cho họ biết đâu là thiện, đâu là ác, sẽ chỉ bảo cho họ đâu là con đường họ cần phải đi để đạt được cái hạnh phúc ơn cứu độ mà họ đang chờ đợi. Chính lời Chúa sẽ hướng dẫn, bồi bổ như một sức mạnh để hướng dẫn cuộc đời của họ. Cho nên Đức Giê-xu đã giao giảng cho họ nhiều điều, chỉ bảo cho họ là vậy. Chưa hết, không chỉ bồi bổ bằng lời của Ngài, Đức Giê-xu còn bồi bổ bằng chính thịt máu Ngài. Ngài đã hiến mình để trở nên của ăn của uống cho dân chúng. Như anh chị em vừa nghe trong bài đọc hai trích sách thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô đã cho chúng ta biết rằng vì yêu thương chúng ta, ở trên thập giá Đức Giê-xu đã nghiền nát thân mình ra để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng chúng ta, để đem lại cho chúng ta sự hòa giải, sự bình an đích thực, nơi mà đương nhiên ai đã là con người thì cũng phải mong muốn tìm kiếm cái điều đó. Và Đức Giê-xu đã sẵn sàng chấp nhận, hy sinh cả thân mình của mình để nuôi dưỡng đời sống đức tin, giúp cho
những người đón nhận tin mừng, tin của Ngài được cái hưởng cái tình yêu ấy. Như vậy thưa anh chị em, tất cả các bài đọc phục vụ lời Chúa hôm nay đã phác họa cho chúng ta về chân dung, về một Thiên Chúa có vai trò mục tử nhân lành, luôn động lòng trắc ẩn, yêu thương quan tâm săn sóc mọi người. Và tình yêu của Ngài là một tình yêu vô điều kiện. Hôm nay giáo sứ chuẩn của chúng ta, giáo họ An Lộc này, được chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Tôi nghĩ đây chính là cái cơ hội thuận tiện không thể hơn để cho mỗi người chúng ta thực hành lời của Thiên Chúa khi Ngài bảo chúng ta, như bảo các môn đệ xưa, chúng con hãy lui vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi đôi chút. Chắc chắn anh chị em đã phải nghỉ công ăn việc làm, xếp gọn những công việc lại với những tất bật của cuộc sống thường ngày mà chúng ta đang phải trải qua, với bộn bề của cuộc sống, để chúng ta có một ngày hôm nay dành cho Chúa. Đó là những giây phút để chúng ta được nghỉ ngơi bên Chúa. Và nếu chúng ta đến với Chúa bằng tất cả niềm tin đặt để ở nơi Chúa, một Thiên Chúa tình yêu, để chúng ta cầu nguyện với Ngài trong thinh lặng, trong cầu nguyện, chúng ta sẽ kín múc được cái sức mạnh, tình yêu, ân sủng mà Thiên Chúa sẽ đổ đầy trên cuộc đời của chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Ngài được diễn tả qua vị mục tử nhân lành, yêu thương, quan tâm chăm sóc chúng ta như vậy. Cho nên qua lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết đặt để tình yêu của chúng ta trọn vẹn vào Chúa. Đừng bao giờ thất vọng, bởi vì Thiên Chúa của chúng ta vẫn luôn âm thầm lặng lẽ đáp ứng những nhu cầu tốt nhất cho chúng ta. Ngay cả khi trong hành trình lữ hành đức tin này, đôi lúc chúng ta có phải gặp những thách đố, những khó khăn, thử thách, chúng ta đừng thất vọng. Hãy đến với Chúa, chắc chắn Chúa sẽ giúp cho chúng ta vượt qua những thăng trầm, những khó khăn, thử thách ấy. Và cái điểm thứ hai mà chúng ta cần phải rút ra, bởi vì chúng ta có một Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta, và chúng ta muốn trở nên môn đệ của Ngài. Người môn đệ là người bước vào bước chân của Thầy mình đã đi, sống những gì mà Thầy mình đã sống. Chúa đã yêu thương chúng ta vô điều kiện, nhưng tình yêu của chúng ta với anh em của mình xem ra còn rất hạn hẹp. Đến như Abraham được mệnh danh là một người có lòng quảng đại như thế, mà hôm nay Chúa cũng đã phải chấn chỉnh ông, thì huống hồ là mỗi người chúng ta. Tình yêu của chúng ta vẫn còn điều kiện đặt để cho những người khác. Chúng ta hãy noi gương Chúa, biết đón nhận tình yêu của Chúa và đem tình yêu ấy đến cho tất cả mọi người như chính Chúa đã dành cho chúng ta. Bắt đầu từ những người thân yêu nhất của chúng ta, là vợ chồng, là cha mẹ, là anh em ruột thịt trong gia đình, rồi những người chúng ta gặp gỡ. Nếu chúng ta sống được như vậy là chúng ta đang dần trở nên môn đệ đích thực của Đức Giêsu Kitô, và xứng đáng để Ngài thi ân giáng phúc cho chúng ta những điều tốt đẹp của cuộc sống hiện tại này, và dẫn đưa chúng ta đến với hạnh phúc ơn cứu độ muôn đời là đích điểm mỗi người chúng ta chờ đợi. Xin cầu chúc anh chị em được như vậy. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa, trời xuống thế, tôi phép được Chúa Thánh Thần, người đã
nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng bánh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong siêu phi na tu, người chịu khổ hình và mai ta. Ngày thứ ba người sống lại như đời thánh kinh, người nên trời ngựa bên hiệu đức Chúa Cha. Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện ân công giáo và thông truyền. Tôi tiên xưng có một phép lừa đề tha tội. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Theo chân người, chúng ta hiệp ý dâng lời nguyện xin. Chính Chúa Giêsu là bình an của chúng ta, Người đã đến để loan tin mừng bình an. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho các vị mục tử trong hội thánh trở nên những mục tử như lòng Chúa ước mong, và hăng say đem tin mừng bình an đến với mọi dân tộc trên thế giới. Nhận lời chúng con. Chúa Giêsu bảo các môn đệ tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng người chạnh lòng thương khi thấy đám đông dân chúng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho những người có trách nhiệm trong các cộng đoàn luôn dồi dào sức khỏe và lòng nhiệt tâm, để họ hăng say và tận tình phục vụ anh chị em. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các quốc gia, dân tộc đang sống trong hận thù, ghen ghét, sớm được giải hòa với nhau nhờ tình yêu hy sinh của Chúa trên thập giá. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức ái Kitô giáo đòi buộc chúng ta phải yêu thương nhau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong giáo xứ chúng ta luôn mang lấy trái tim yêu thương của Chúa Giêsu, để cộng đoàn giáo xứ chúng ta ngày càng thăng tiến. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mặc khải cho chúng con biết tình yêu và lòng nhân hậu của Chúa Cha. Xin cho chúng con cảm nghiệm sâu xa tình yêu của Chúa qua từng biến cố trong đời sống, để chúng con cũng biết chia sẻ tình yêu ấy cho anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Này chén nho nồng ước mong, nguyện dâng lên Chúa trái tim con bao nồng say khát vọng chưa chan bao mầm sâu. Nguyện dâng Chúa ngọn nến xinh rực sáng vui, nguyện dâng Chúa này cánh hoa đẹp thắm tươi, nguyện dâng lên Chúa
sáng trong hồn nhiên ấu thơ, lòng con dâng lên Chúa. Nguyện dâng Chúa cùng hát bên đi, dâng lên bao tâm tình. Nguyện dâng Chúa nhân hiền, đây của lễ con dâng. Nguyện dâng Chúa nhân hiền, đây của lễ con dâng. Chọn thân xác người trở nên này lễ và dâng Chúa này trái tim đẹp thanh ơn. Nguyện dâng lên Chúa trí tâm với linh hồn con, dâng Ngài đấng tăng sinh đời con. Nguyện xin phúc lành Chúa ban hằng chứa tràn, cuộc đời sẽ bừng sáng lên niềm hy hoan. Ngài ơi thương tôi, lắng nghe tiếng ca lòng con, hát lên lòng thơ dâng lên Chúa. Nguyện dâng Chúa cùng hát bên tim, dâng lên bao tâm tình. Nguyện dâng Chúa nhân hiền, đầy của lễ con dâng. Nguyện dâng Chúa nhân hiền, đầy của lễ con dâng. Tạ ơn Chúa ngày nắng tươi ngập an bình, tạ ơn Chúa cuộc sống vui đẹp thắm xinh, tạ ơn Thiên Chúa cả khi đêm mưa giông bão dù buồn đưa đấng con tựa nương. Nguyện dâng Chúa lòng mến yêu niềm kính tin, niềm tin tha cùng tháng năm hằng vững kiên. Đoàn con hiệp nhớ với nhau chung tình một bước, nguyện dâng niềm tạ ơn ngày. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ của thánh cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và đưa lên cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến tế duy nhất của Đức Kitô trên thập giá làm cho các hy lễ theo luật Môsê đều đầy đủ ý nghĩa. Xin thánh hóa lễ vật chúng con dâng với cả tâm lòng thành, cũng như xưa Chúa đã vui lòng thánh hóa lễ vật của Aben. Nhờ đó hiến lễ mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh danh thánh sẽ giúp mọi người đạt ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con hằng truyền Chúa chịu chiến, ta biết dân Chúa trong nay, cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đương mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Tổ Ma chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con dâng lên Chúa quý ân nhân và thân nhân các đấng bậc đã coi sóc giáo họ, giáo xứ của chúng con. Những người còn sống xin Chúa chúc lành và thánh hóa ban ơn bình an. Các đấng bậc và quý ngài đã được Chúa gọi về, xin Chúa ban hạnh phúc nước trời cho họ. Xin Chúa cùng nhân đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã qua đời trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sư sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Đạo Việt Nam và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con ở chúng con.
xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin oai thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng, hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin oai thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Thank you.
Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời và nuôi dưỡng chúng con. Xin cùng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Con xin quý cha và cộng đoàn an tọa. Con có một bài thơ con xin kính gửi quý cha và cộng đoàn. Thế cho nên là con có bài thơ con cũng ngắn thôi. Xin các cha cũng hy sinh một chút. Con suy tư cũng là lời Chúa hôm nay thôi về cái vấn đề nghỉ ngơi. Và con suy ngẫm và con thấy là Chúa thương chúng ta là chiên của Người, thương cả các mục tử của Người nữa. Chúa muốn cho họ nghỉ ngơi, nhưng rồi vì nhu cầu của dân chúng thì Chúa lại dạy dỗ và Chúa mời gọi các mục tử theo gương Chúa hy sinh. Đó là kết thúc của bài thơ còn muốn trình bày hôm nay. Nghỉ ngơi, công minh chính trực, nghỉ ngơi, vẫn phải chấm hỏi và chấm than nữa. Môn đồ của Chúa giảng lời thành công, hôm nay tụ lại mở lòng, anh em quây quần, anh em quanh Chúa tin thông cho Người. Giê-xu Thầy nói một lời, anh em hãy lánh cuộc đời phù hoa, nghỉ ngơi đôi chút an hòa, để kẻ nuôi người tới như loa xóm làng. Khó chịu. Thầy trò cần chỗ vắng hoang, xuống thuyền xa tránh, dân làng hiểu ngay. Lòng yêu chính trực như say, rủ nhau đi đón trò Thầy Giê-xu. Chạnh lòng thương xót dân như, bầy chiên tan tác tối mù đường đi. Thầy trò chẳng được nghỉ gì, ra công dạy dỗ chỉ vì thương chiên. Ai ơi, con Chúa như tiên, tình thương mục tử gắn liền hy sinh. Xin cảm ơn. Kính mời cộng đoàn đứng ạ. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Thank you.